Hà Nội, khởi tố 7 bị can liên quan đến sai phạm xảy ra ở bệnh viện tim. Theo kết quả điều tra, một số lãnh đạo, cán bộ tại Bệnh viện Tim Hà Nội là ủy viên hội đồng mua sắm, thành viên tổ chuyên gia đấu thầu, thành viên tổ thẩm định đấu thầu và một số cán bộ công ty cổ phần đầu tư và định giá AIC Việt Nam đã có hành vi vi phạm hoạt động đấu thầu trong việc mua sắm vật tư, hóa chất, thiết bị y tế tại Bệnh viện Tim Hà Nội, làm tăng chi phí, gây thiệt hại tài sản cho nhà nước và người bệnh, ảnh hưởng đến hoạt động đúng đắn của công tác khám chữa bệnh, gây bức xúc trong dư luận nhân dân. Hiện, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đang tập trung lực lượng điều tra, làm rõ hành vi vi phạm của các bị can, mở rộng vụ án, triệt để thu hồi tài sản cho nhà nước và người bệnh. Cảnh sát nổ súng bắt đối tượng vận chuyển 5kg ma túy. Ngày 14 tháng 5, Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục điều tra để xử lý đối tượng Hạ Bá Trù, trú tại xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Ngày 27 tháng 4, Ban chuyên án nhận được thông tin đối tượng chuẩn bị thực hiện đợt giao dịch với số lượng lớn. 4 tổ công tác nhận lệnh theo kế hoạch lên đường phối hợp cùng với Công an huyện Tương Dương, Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn, đồn biên phòng Na Ngoi để khép chặt vòng vây, theo dõi đối tượng. Khoảng 21 giờ 15 phút cùng ngày, tại địa phận bản Khe Tang, xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn, đối tượng nghi vấn mang theo ma túy đã xuất hiện đứng bên quốc lộ 7 chờ giao hàng. Tổ công tác sau đó đồng loạt ập đến, khép vòng vây, khống chế đối tượng. Quá trình vây bắt, đối tượng đã chống trả, buộc công an phải nổ hơn chục phát súng thị uy. Lực lượng chức năng sau đó đã khống chế thành công đối tượng. Đồng thời, ban chuyên án đã thu giữ 5kg ma túy dạng đá. Hiện lực lượng chức năng về ma túy đang tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu để đấu tranh mở rộng chuyên án này. Phát hiện công ty nghi sản xuất trái phép thuốc bảo vệ thực vật. Cụ thể, trên tuyến quốc lộ 91, đoạn thuộc xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang, tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát Môi trường phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ đã phát hiện và bắt quả tang Phạm Thành Công, điều khiển xe ô tô vận chuyển trên 280 chai thuốc bảo vệ thực vật có nhãn mác tiếng nước ngoài và tiếng Việt Nam, nghi không nằm trong danh sách mục thuốc bảo vệ thực vật được phép lưu hành ở Việt Nam. Khám xét khẩn cấp công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Phú Đạt do đối tượng Phạm Thành Công làm giám đốc tại ấp Hưng Thạnh, xã Phú Hưng, huyện Phú Tân, lực lượng công an phát hiện và tạm giữ trên 80kg hóa chất, trên 60kg nắp và chai nhựa, khoảng 10kg nhãn mác, hai máy trộn cùng nhiều tang vật liên quan khác liên quan đến việc sản xuất trái phép thuốc bảo vệ thực vật. Hiện, vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ. Bắt giữ đối tượng giả danh công an lừa chạy án. Cụ thể, vào hồi 19 giờ ngày 12 tháng 5, đội cảnh sát về ma túy, công an thành phố Vinh đã bắt giữ Trần Thị Hà Phương, trú tại huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức lừa chạy án, thu giữ 30 triệu đồng. Trước đó, khi biết được thông tin công an thành phố Vinh đang tạm giữ một đối tượng tội phạm về ma túy, Phương đã tìm cách liên lạc với người nhà của người này và giới thiệu là cán bộ công an thành phố Vinh, yêu cầu người nhà chuyển khoản 75 triệu đồng thì người bị tạm giữ sẽ được thả tự do. Sau khi chuyển tiền, nghi ngờ về danh tính của đối tượng, bị hại đã đến công an thành phố Vinh để trình báo nội dung sự việc. Trong thời gian ngắn, công an thành phố Vinh đã xác minh, phát hiện và bắt giữ Phương khi đang lẩn trốn tại một khách sạn trên địa bàn xã Hưng Lộc, thành phố Vinh.